Hi, xin chào tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh CUA Vlog61. Thì hôm nay em sẽ báo giá dòng xe Honda SH nha. Hôm bữa thì em báo SH 160 anh chị, thì anh chị kêu là báo giá 125 nữa, báo 160 không à. Thì sao mà biết được, nó mua 125. Thì hiện tại bây giờ 125 đang rất là rẻ luôn. Thay vì anh chị mua một chiếc xe Honda Epic 65 triệu mà lăn bánh biển số Sài Gòn là 70 mấy triệu đúng không? Em cho lăn bánh Sài Gòn là 4 triệu cộng với lại 60 là 3 triệu là 7 triệu nó cho 8 triệu tiền lăn bánh đi, là nó phải đâu đó là nó rơi phải 73 triệu. Thì hai vào đó anh chị nhín thêm tí xíu nữa anh chị mua SH 125. Đây nè. Em nói thiệt cho anh chị coi giá ha, SH 125 giờ hiện tại đang rất là ngon luôn. Rồi, SH 125 thì hiện tại bên cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Vượng Phát bên em á sẽ có mức giá là 75 triệu rưỡi cho phiên bản phanh CBS nha. CBS nha, và màu sơn zin nha, màu sơn zin chứ không phải màu sơn độ nha. Còn những chiếc xe mà lên vàng áo Ý này, anh chị hãy hỏi em là SH Ý bao nhiêu tiền. Thì những chiếc xe này là những chiếc xe Việt lên vàng áo Ý nha. Anh chị có thể xem vàng áo, anh chị hỏi là vàng áo Trung Quốc hay vàng áo Ý. Thì vàng áo Ý thì nó mà mua cho nổi trời ơi nè. Vàng áo Trung Quốc thôi nhưng mà người ta vẫn có kim tuyến đốm là kiểu anh chị không? Bên đây nè, ông Nga, ông Ánh là kiểu nè. Đấy, nó cũng không phải là gọi là cái hàng mà vớ vai vớ vẩn, hàng là hàng loại 1 ha. Đấy, em gọi anh chị nè, không có ọp ẹp gì đâu. Đó, chắc nịch thấy không? À, đó. Anh chị nghe hai tiếng hai bên nè. Nó rất là chắc nịch luôn. Cái vàng áo này á của SH Ý á là 15 triệu nha anh chị, 15 triệu. Thì nếu như mà anh chị muốn bớt cái chi phí tiền của mình á, khi mua vàng áo á, thì anh chị có thể bán vàng áo zin lại cho bên cửa hàng em rồi trừ ra vô cái chi phí của tiền vàng áo này. Đó, bên em là anh chị thay đồ hay là cái gì á, là những đồ zin của anh chị đều được trả lại hết. Còn nếu mà không trả lại thì anh chị có thể bán lại cho bên em để trừ vô những cái tiền đồ chơi trên chiếc xe. Ok ha, những cái mâm sporty đó là đây, mâm 5K sporty nè, là chiếc này là có lên nè, còn cái chiếc bên kia là không có. Tại vì lên nhiều quá thì cái nãy là dạng áo nha, cái mâm sporty là chưa tính nha anh chị ha. Mâm riêng nè, oppo lóc máy là cái kiểu đồ riêng. Đấy, anh chỉ báo dạng áo cho anh chị thôi, còn nhu cầu anh chị có cần lên mâm hay không thì anh chị có thể nhắn tin qua số điện thoại 0785888030. Ở SH Ý thì bây giờ bắt đầu anh đang bán là được đó. Rồi. 125 xong phải không? Bây giờ camera sẽ quay cho anh chị xem những màu sắc bên cửa hàng em nha. Em bám màu zin nha, còn những cái màu mà anh chị đang thấy trên màn hình là những màu sơn độ thì cộng thêm tiền sơn độ cho em là 3,5 triệu. Trong đó là em sẽ hỗ trợ anh chị là thay đổi màu sơn trên cà vẹt cũng như là bảo hành màu sơn cho anh chị khi anh chị mà chày chóc bay màu hay là có té ngã đâm đụng hay là như thế nào, bất cứ như thế nào đó, tình trạng xấu nhất mà miễn sao vàng nhựa anh chị không bể thì em sẽ dặm sơn tút hoàn toàn miễn phí cho anh chị. Còn màu sơn zin thì anh chị sẽ không được cái chế độ như vậy nha, chày chóc như thế nào là anh chị tự chịu đó. Còn màu sơn độ thì anh chị sẽ được dặm sơn tút hoàn toàn miễn phí. Rồi tiếp theo là SH 125 phiên bản phanh ABS nha, đời là 2024 luôn nha anh chị, em không báo 2023 nữa, báo 2024 thôi. Thì nó sẽ có 82 triệu rưỡi thôi. Còn đối với màu xám xi măng mà SH 125 2024 ABS là 83 triệu rưỡi anh chị, 83 triệu rưỡi chênh lệch nha, là 1 triệu đồng thôi. Còn đối với SH mà 160 CBS thì là 93 triệu rưỡi, 160 ABS màu trắng và màu đỏ đồng giá là 102,5 triệu. Riêng phiên bản màu xám xi măng 160 ABS sẽ có mức giá là 103 triệu nha. Giá em báo đã bao gồm thuế VAT rồi. 103 triệu là hiện tại SH đang rất là rẻ luôn anh chị. Anh chị nào có nhu cầu muốn mua SH thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại bên góc màn hình. Hiện tại nha, đâu đó đây một số thông tin là SH người ta bên hãng Honda người ta đang giảm giá cực khủng, cực nhiều luôn. Để anh chị à, để cho những cái mẫu mã này được hết hàng. Được hết hàng thì lúc đó là bắt đầu ra cái phôi mới, vàng áo mới, kiểu cọ mới, ra SH 125 160 phiên bản 2025. À, khi nào mà có thông tin chính xác nhiều hơn nữa thì anh chị biết rồi, Honda thì sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin, bảo mật cực kỳ. Yamaha là còn tiết lộ thông tin chứ mà Honda là không bao giờ. Tới khi ra mắt xe là người ta còn không biết được, giống như phiên bản mà quay với Vision Retro đó, ra mắt xe thì người ta cũng đâu biết đâu, đúng không? Thì SH mà Honda là một cái gì đó gọi là rất là bí mật. Nên là khi nào có thông tin chính xác em sẽ cập nhật cho anh chị sau ha. Còn trả góp những chiếc xe này thì như thế nào ạ? 125 75 triệu rưỡi. Thì nếu như mà anh chị đưa trước cho em thì anh chị đưa trước cho em khoảng tầm 30% là nhiêu? Anh tính cho là 80 triệu lăn bánh luôn nha, cho nó dễ. Thì 30% khoảng tầm là 24 triệu là anh chị có thể lấy được chiếc xe này về. 24 triệu thôi. Có điều kiện hơn 50% là 40 triệu là anh chị lấy chiếc xe về kèm theo cà vẹt gốc luôn. Đó, 40 triệu thôi. Bây giờ 40 triệu là anh chị đã có một chiếc SH đi rồi. Thấy xịn không? 40 triệu thôi, còn lại 40 triệu thì anh chị trả góp hàng tháng bao nhiêu? anh nhu cầu của anh chị là hàng tháng ôi tôi muốn trả hàng tháng là tôi trả 2 triệu đồng thôi và trả trong vòng 2 năm thì tiền lãi bao nhiêu, thì anh chị cứ nhắn tin qua Zalo cho em qua số điện thoại 0785 888030, tụi em sẽ tư vấn cho anh chị chính xác. Anh chị ok cái gói lãi suất đó như vậy, tụi em sẽ tư vấn cho anh chị cái gói lãi suất nó ngon nhất. Hiện tại bây giờ đang chạy chương trình là 0,99% nữa. Đấy, em sẽ tư vấn cho anh chị gói lãi suất ngon nhất. Rồi anh chị thấy chốt ok, anh chị lên đây cầm tiền và lấy xe về thôi, khỏi còn phải ngồi đợi việc hồ sơ cái gì nó lâu lắm anh chị đúng không? Thế một vấn đề anh chị hay hỏi lắm luôn á, là đã làm rất là nhiều clip rồi, anh chị hỏi là nên mua 125 ABS hay là 160 CBS. Thì bây giờ em sẽ so sánh cho anh chị một cái giá nha, giữa 125 và 160. Đối với 125 ABS mà màu xám xi măng hiện tại đây là 83 triệu rưỡi, còn 160 mà CBS đó 2024 luôn là 93 triệu rưỡi, thành chênh lệch với nhau 10 triệu đồng. 10 triệu đồng nếu như mà anh chị mua 160 anh chị được cái động cơ nhưng mà anh chị mất cái phanh ABS. Nếu như mà anh chị 125 anh chị được cái phanh ABS an toàn nhưng mà anh chị không có được cái động cơ. Và điều đặc biệt nè, mua 125 á, thì anh chị sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn so với 160, ăn xăng nhiều hơn. Lý do tại sao? Tại vì động cơ nhỏ, sát xe bự, nó kéo, nó làm việc nhiều hơn thì nó phải nặng nề hơn rồi. Còn 160 á, là động cơ mạnh, sát xe này nó dư sức, nó kéo thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó đỡ tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Đấy, rồi thứ hai, phanh CBS của thằng 160 nó cũng khá là ngon. Tại vì á, phanh CBS đây và 160 hay 125 của SH, phanh CBS của nó là con heo dầu 3 piston, là con heo rất là to và rất là bự, 3 piston như này đây. 1 2 3 vậy chưa? Thì nó thắng cũng rất là ngon nha. Nó ngon chả khác gì một chiếc xe mà phanh ABS này, chỉ có là được thêm cái là phần nhấp nhã thôi, còn thằng CBS này thắng cũng rất là ok, đỡ chân trượt hơn rất là nhiều so với những xe mà CBS mà 1 piston giống như Vision, Epic này nó kiểu Epic bây giờ một ABS cũng có 1 piston thôi. Đấy. Rồi, vậy thì nếu là cá nhân của em là một người không có vội vàng, đi làm đúng giờ, thức dậy sớm, người tàn tàn, người nhẹ nhàng thì mình chọn 125 CBS cũng được mà ABS cũng được. Nên mua ABS tại vì nó có chống bó cứng phanh. Gặp những trường hợp mà tắp lề hay là cắt đầu nó kiểu thì anh chị xử lý thắng lại nó sẽ cứu anh chị rất là nhiều. Còn nếu như mà anh chị là người đam mê động cơ thì đã mua 160 rồi thì nên lên thẳng 160 ABS luôn, chứ đừng mua CBS. Tại vì đã động cơ mạnh rồi mà anh chị tốc độ nhanh nữa mà anh chị mua CBS thì khỏi luôn, 160 ABS luôn. Đấy, đã không có điều kiện mua thì mua 125 ABS. Còn nếu mà đã chơi 160 thì chơi luôn ABS luôn. Ok giờ. Yeah. Còn màu sắc thì không cần phải mua cái màu sắc mà màu sắc xi măng chỉ mất tiền. Mua những cái màu sắc như thế này, đó, màu sơn độ, màu sắc rẻ thì anh chị lên màu sơn độ cũng được, hoặc là anh chị xài màu sơn zin của nó cũng được luôn. Rồi, thì đó là một số cập nhật nhanh của em về dòng xe Honda SH ngay tại thời điểm này. Anh chị thắc mắc những vấn đề gì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho em biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại.